Hello Vân, chào cả nhà. Chào tất cả anh chị em. Chờ một phút Vân coi cái Facebook Live nó vào hay không nhé. Hello, chào bạn Nguyễn Anh Đào. Chào bạn Võ Xuân. Chào anh Tony. Ok, hôm nay lý do tại sao Vân đổi thành ban ngày. Thường thì Vân làm ban đêm lúc khoảng cỡ từ 9 cho tới 10 giờ. Nhưng mà vì ban đêm thì nhà hơi đông á, nhà cứ có khách miết à. Cái ồn, Vân bị ồn với lại mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên tối thì mình cũng hơi bận, cho nên bây giờ mình sẽ đổi thành làm Facebook Live ban ngày. Thứ nhất là rõ ánh sáng, thứ nhì là mình sẽ có tập trung hơn, làm nhiều cái đề tài hấp dẫn hơn cho mấy anh chị. Ok, rồi bây giờ Vân sẽ bắt đầu cái Facebook Live vào ngày hôm nay nhé. Nè anh chị em mình thế nào rồi? Có khỏe không nè? Chào chị Minh, Hai Quanh, chào chị Lily. Mấy anh chị có thể cho Vân biết là anh chị đến từ đâu không ha? Đến từ đâu, đến từ nước nào, thành phố nào ha? Đấy. Mình thấy rất là nhiều các bạn mới ha. Rồi Vân sẽ bắt đầu ha. Vân xin tự giới thiệu sơ, em tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Hiện giờ thì đang làm việc ở nhà rất là thoải mái thời gian, cho nên là mình cũng có nhiều thời gian để học tập những cái mới, những cái lạ để cùng chia sẻ với tất cả các anh chị em của mình. Và bản thân Vân rất là đam mê về cái đề tài là hoàn thiện bản thân mấy anh chị, cho nên mình nghiên cứu và đọc sách rất là nhiều những cái video để làm sao đọc sách và video book để làm sao để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống. Thì hôm nay đó là Vân sẽ chia sẻ với mấy anh chị về cái đề tài về bên triết lý cuộc sống, về cái sức mạnh của sự im lặng như thế nào nhé. Bản thân Vân đã từng áp dụng vào mình rồi, cho nên mình thấy được cái sức mạnh của nó, cái power của nó khủng khiếp lắm. Đó là lý do mà Vân rất là muốn để chia sẻ cùng tất cả anh chị em của mình. Chị Lily from Connecticut. Anh chị em khác đến từ đâu nè? Ok, Vân thấy nhiều anh chị em trong này ha. Cho Vân biết là đến từ đâu ha. Các anh chị có nghe Vân rõ không? Nghe Vân rõ bấm giùm Vân số 1 giùm Vân nha. Nếu mà ai nghe Vân rõ bấm giùm giúp Vân bấm số 1 giùm nha. Để em thôi mình nói một mình nghe. Ok, chào cô Tú Phan. Ok, rồi. Nói về cái sức mạnh của sự im lặng mấy chị. Okay, rồi, cảm ơn bạn Xuyến. Nó gồm hai phần ha. Sức mạnh của sự im lặng nó gồm có hai phần. Thứ nhất á là mình im lặng vì mình biết lỗi mình. Mình im lặng, mình biết lỗi để rồi mình sửa lỗi. Mình nghiệm nó, mình ngẫm nghĩ nó, coi mình đang làm cái chuyện đó là sai, hoặc là mình sẽ hoàn thiện hơn, làm tốt hơn. Đó là cái sự im lặng của mình ha, không nói. Cái thứ nhì đó là về bên, cái thứ nhất á, là về bên tích cực, cái thứ nhì về bên tiêu cực mấy anh chị. Tiêu cực có nghĩa là tôi chán quá rồi, chán cái sự việc đó, chán cuộc sống đó quá, chán cái người đó rồi, thì mình sẽ im lặng, mình không nói nữa, mình không nói nữa, và coi như là done, không nói nữa có nghĩa là xong rồi đó. Cho nên rất là nguy hiểm, cho nên là sức mạnh của sự im lặng đó, nó khủng khiếp dữ lắm luôn. Thí dụ như một người nào đó nói xấu mình, đem một cái câu chuyện rất là không có hay đó, đến với mình á, thì mình sẽ nhìn vào một cái khía cạnh là thứ nhất á, là mình sẽ không có, nếu mình người ta đang nóng mà mình nóng nữa đó thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, cho nên mình sẽ chọn cái sự im lặng. Chào chị Bảy, hello Thảo, chào anh Hoàng, dạ chào cô Tú. Mình sẽ chọn cái sự im lặng để rồi mình nghiệm lại coi cái đó nó có đúng sự thật giống người ta nói hay không. Và cái gì đến với mình cũng có cái nguyên nhân mấy anh chị nhá, cũng có nguyên nhân. Chào bạn An Nhiên Đỗ, chào bạn Phi Phương. Mình có nguyên nhân hết, tất cả cái gì đến với mình cũng có cái nguyên nhân hết, cho nên
khi mình im lặng á, để mình nghiệm coi cái này mình làm đúng hay sai. Khi người ta nói một cái gì đó, khi người ta góp ý một cái gì đó, là mình phải học lắng nghe. Khi mình lắng nghe thì sao? Mình sẽ hiểu rõ. Hiểu rõ câu chuyện rồi thì mình mới biết được là mình đúng hay mình sai, và mình cần làm cái gì để hoàn thiện hơn. Ok, rồi mình sẽ hoàn thiện hơn từ những cái góp ý của người ta. Và đa số người ta nói là sự thật nó phũ phàng, đúng không? Sự thật thì nó hơi phũ phàng, cho nên là khi mà người ta góp ý một cái gì đó đó là mình nghe rất là trái lỗ tai, rất là khó nghe. Nhưng mà nếu như mà mình học im lặng, mình học ngẫm nghĩ lại, mình học lắng nghe, ok, mình học lắng nghe thì nó sẽ rất là khác, và mình có thể hoàn thiện hơn rất là nhiều. Vì con người trong chúng ta không có ai hoàn hảo hết 100%, anh chị nha, không có ai hết. Vì mình chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, mà mình chưa phải là Đức Chúa Trời, hay là chưa phải là những vị mà giác ngộ, thì mình không có hoàn hảo. Cho nên là khi mà một ai góp ý cái gì đó cho mình là mình phải cảm ơn họ. Vì nguyên nhân gì đó mà vẫn hay nói chơi, nhưng mà là thiệt, mình ăn ở làm sao mà người ta cứ góp ý mình hoài, thì mình phải ngồi nhìn lại, đúng không? Nhìn lại tại sao mà người ta cứ làm Phật lòng mình hoài, cứ làm mình buồn hoài. Mình phải nhìn lại coi cái lỗi của mình, lỗi mình ở đâu. Và nếu như mình hiểu được, nhận được cái lỗi của mình á, thì nó rất là nhẹ. Ví dụ như người ta đến, người ta chửi mình một cái gì đó, thì mình giận quá mình chửi lại, thì coi như là sẽ bị hai bên sẽ bị bất hòa. Và khi bất hòa thì sao? Thì sẽ rất là khó hàn gắn. Cho nên là mình sẽ nhận cái lỗi về mình, và mình tập lắng nghe cái câu chuyện nó như thế nào, và mình sẽ im lặng để rồi mình ngẫm nghĩ cái câu chuyện đó là như thế nào, rồi mình mới bắt đầu phán xét nó, anh chị nhá, bắt đầu phán xét. Ok, khi mà mình muốn làm kinh doanh, hay là mình muốn bất cứ một cái lĩnh vực nào đó, mình muốn từ ở trong nhà cho đến ngoài xã hội, là một người vợ, là một người chồng, nếu như mà mình không có hiểu nhau thì nó rất là khó để thành công, đúng không? Rất là khó để có một cái gia đình im ấm, rất là khó để cho mình hòa đồng với mọi người. Bản thân Vân cũng, khi mà Vân bước vào kinh doanh, mấy chị, Vân rất là khó trong lĩnh vực kinh doanh cũng như trong gia đình, vì Vân không biết làm sao để tiếp xúc giữa con người với con người. Mà cái mà giữa con người với con người là phức tạp nhất luôn. Phức tạp có nghĩa là sao? Phải thấu hiểu người đó, phải hiểu người đó là như thế nào thì mình mới đồng hành cùng với người đó được, đúng không? Mà có nhiều lúc mình không hiểu được người đó, bản thân mình còn không hiểu được mình nữa, thì làm sao mình hiểu được người khác, đúng không? Cho nên là đó là lý do mà mình cần phải lắng động cái tâm của mình. Và không phải nói là ngồi thiền, nhưng mà nếu mà các bạn mà mỗi buổi sáng mà có thể ngồi tịnh tâm mình chừng khoảng 10 phút, 5 phút, rồi lên 10 phút, rồi lên 15 phút, thì khi mà cái tâm mình nó lắng động á, thì mình sẽ hiểu được cái con người của mình như thế nào, muốn cái gì, cần gì, và bằng cách nào có thể làm cái người tốt hơn. Vì khi mình lắng động xuống á, thì mình lắng nghe nó đó, mình với một cái sự mà rất là thanh tịnh á, thì mình sẽ biết là mình làm sai chỗ nào. Ví dụ như bản thân Vân á, là mỗi buổi sáng Vân có cái lịch làm việc rất là rõ ràng, là ngày nay Vân cần làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Xong rồi buổi tối đó là Vân phải ngồi, Vân lắng động lại, Vân nhìn ngược lại nguyên ngày nay tôi đã làm cái gì, và cái gì có kết quả với tôi, và cái gì mà mình làm không có chuẩn, không có đúng, không có tốt lắm, thì mình sẽ thấy hết nó hiện rõ, mấy anh chị. Nó hiện rất là rõ, giống như cái chai nước mà mình lắc thì nó sẽ rất là nhiều bọt ở trong đó, đúng không? Cặn bọt gì nó sẽ hiện lên hết. Còn nếu như mình để chai nước xuống á, thì cái sự tĩnh lặng, cái sự im lặng của cái sóng nước á, thì nó sẽ đóng hết tất cả những, nó lắng hết tất cả những phiền não, những bụi bặm, những cái bọt nước nó sẽ lắng xuống hết dưới đáy nước, và nó trả lại một cái sự thanh tịnh, một cái trong suốt, một cái có thể suy ngẫm ra tất cả những cái gì mình muốn.
cũng vậy, cái tâm của con người cũng vậy, cả ngày mình lăn xăn như con lật đật vậy đó, cứ sáng ra rồi phải cái này cái kia cái nọ, cứ con đưa đi học rồi cứ lo đồ ăn cho con rồi đi làm rồi phải chung đụng với người này người kia, nó làm cho cái tâm mình nó xáo trộn hết, nó xáo trộn hết, nó không có được thanh tịnh, nó không có được lắng động. Và buổi tối mình cần ngồi xuống và mình cần im lặng, tĩnh lặng lại, để rồi mình nghĩ tới, mình nhìn về cái ngày hôm nay mình đã làm cái gì tốt, tiếp tục làm. Và khi mà mình thấy cái đó mà mình nói một cái lời nào đó cho ai buồn, hay là một cái gì đó mình làm chưa có hoàn thiện, chưa có tốt á, thì ngày mai bằng cách nào mình có thể làm tốt hơn, đó là cái mình cần làm, đúng không? Cho nên mình phải học nghe nhiều hơn nói. Tại sao mình có hai cái lỗ tai và tại sao mình chỉ có một cái miệng thôi? Vì mình phải cần nghe, nghe nhiều hơn, nghe nhiều nhiều, thiệt là nhiều hơn là mình nói. Tại vì khi mình nghe rồi mình hiểu rất là rõ cái vấn đề nó nằm ở đâu, thì bắt đầu mình mới phán xét được cái vấn đề đó, mới giải quyết được cái vấn đề đó từ cái miệng của mình. Ok, một câu rất là tâm đắc là nhìn nhận bản thân mình để trở thành một người tốt hơn. Nếu bạn oán hận người đóng góp ý kiến cho mình thì tấm lòng của bạn chẳng hề rộng rãi. Nếu mình cãi nhau với họ thì cái phải là mình đã đặt mình ngang với họ rồi. Nếu mà một người nào đó chửi mình mà mình chửi lại, có nghĩa là mình đặt mình ngang hàng với họ rồi. Câu này nó nghe nó đơn giản lắm, nhưng mà nếu mà ngẫm nghĩ lại nó rất là thấm. Vì mình đâu có muốn là cái người sổ sàng, cái người nóng giận bừa bãi đâu, đúng không? Cho nên là mình khi mình nghe một ai đó chửi mình, hay là mình nghe một ai đó nóng giận với mình, một câu chuyện gì đó nó đến với mình, thì bản thân của mình phải im lặng. Im lặng và ngẫm nghĩ. Mặc dù nóng chứ, mặc dù bực chứ, nhưng nếu như mình giận lên, mình chửi lộn lại với họ thì sao? Mình ngang hàng với họ rồi. Và coi chừng cái câu chuyện của mình đang đúng mà là câu chuyện sai nữa, không chừng, đúng không? Cho nên mình nên im lặng và không nói. Để rồi sau đó mình nghiệm lại, rồi mình mới bắt đầu mình nói. Và khi mình nói đó thì mình rất là sáng suốt để nói. Và mình nói chuẩn mấy anh chị, chứ không phải mà cái gì cũng nói, đụng cái gì cũng nói. Rồi có một cái câu chuyện á, đây là quý thầy kể nha. Vẫn nghe một cái câu chuyện là khi mà cái anh đó ảnh ở cái anh đó ảnh ở nhà cũng ăn không ngồi rồi gì đó, mà ảnh cứ tối ngày ảnh cứ dựng cái chuyện này dựng cái chuyện kia để nói. Lâu lâu cái hứng lên cái nhà cháy, cái người ta tới, xung quanh người ta tới, người ta cứu quả, nhà không có cháy. Rồi lâu lâu cái này cái kia mà cứ la lên hoài gì đó. Thì một bữa nọ đó thì cái nhà cháy thiệt, không ai tới hết mấy chị. Vì sao? Vì cái khẩu nghiệp của mình á, khi mình nói ra đó là người ta mới đầu người ta tin mình, nhưng mà tới chừng mà mình không có suy nghĩ, mình chơi quá chớn á, mà tới chừng mình đụng chuyện thiệt á, không ai tới cứu mình hết, không ai tới hết. Tại sao? Là tại mà ở cái miệng của mình, cái khẩu nghiệp của mình, cái miệng của mình rất là lợi hại. Cho nên mình cần phải suy nghĩ, lắng nghe những chuyện gì mình cần nói mình hả nói. Còn những chuyện gì mà mặc dù mình giỡn chơi đó, nhưng mà nó sẽ không có mang lại lợi ích cho mình đâu. Và nó sẽ có thể là hại cái miệng, nó hại cái thân mình, hồi nào không hay luôn. Ok. Nếu mình những chuyện không vui đến với mình, chưa hẳn là chuyện không tốt nha. Những chuyện không vui đến với mình chưa hẳn là chuyện không tốt, vì nó cho mình cơ hội để mình tự rèn luyện bản thân mình nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Ok, câu này là làm Vân rất là tâm đắc, cho nên Vân ghi xuống để đọc cho mấy anh chị ha. Những chuyện không vui đến với mình chưa hẳn là chuyện không tốt, vì nó cho mình cơ hội rèn luyện bản thân của mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và sáng suốt hơn trong tất cả những mọi tình huống. Im lặng chính là lúc bạn cảm nhận nhiều hơn về sự việc, hiểu rõ hơn về nguyên nhân của nó. Okay. Ai không? Okay. Im lặng cho người ta có suy nghĩ,
sâu sắc hơn, sáng suốt hơn. Im lặng không có nghĩa là hèn nhát nha anh chị. Im lặng không có nghĩa là nhu nhược, bất tài. Im lặng có nghĩa là mình ngưng tại đó và lấy chớn chạy vô, đúng không? Im lặng là sức mạnh hay sự lạnh lùng, điều đó là ở tự mọi người, cái lương tri của mình. Nên chị giống như Vân nói đó, là cái phần thứ nhất là im lặng là sức mạnh rất là tốt, đó là sức mạnh của cái tích cực, đúng không? Còn cái mà tiêu cực nè, cái tiêu cực mà Vân nói là cái thứ nhì, về phần thứ nhì đó. Actually trước khi Vân đi vào phần thứ nhì đó, là Vân chia sẻ thêm một cái phần xem nhẹ nó. Tất cả mọi cái trên đời này, nếu mình xem nhẹ nó thì mình rất là hạnh phúc. Mình không có bị dướng, mình không có phải là bận lòng chi bởi những chuyện ngoài ý muốn của mình. Và nếu mà cái gì mình cũng ôm vô lòng hết á, thì cái người của mình nó rất là mệt mỏi, nó rất là nặng nề, nó rất là khó chịu. Cái mặt của mình nó sẽ hiện ra hết mấy anh chị. Cho nên là xem nhẹ mọi cái. Và nếu chuyện gì không hay đến với mình á, thì mình đừng có oán hận nó, đừng có oán trách nó. Thí dụ như, về tới cái phần tiêu cực nè, thí dụ như mình, hai vợ chồng mà ăn ở với nhau bao nhiêu năm nay rồi mà không hiểu nhau, cứ tối ngày gây lộn, vì mình không có biết lắng nghe, vì mình không có ai chịu im lặng hết, và cứ gây gỗ, thì không có ai chịu nhường ai hết, thì sao? Thì sẽ tới cái mức ly dị thôi. Đó là cái hậu quả của cái mình không chịu lắng nghe và im lặng nhìn lại lỗi của mình. Để rồi một ngày nào đó mình, cái sự im lặng dễ sợ của mình nữa. Cái sự im lặng dễ sợ có nghĩa là tôi chán ông quá rồi, tôi mệt mỏi ông quá rồi, tôi mệt mỏi với cái gia đình này quá rồi, và bắt đầu từ đây tôi sẽ không nói nữa, tôi im lặng. Và cái im lặng đó là một cái im lặng khủng khiếp lắm, một cái sức mạnh im lặng mà không thể cứu giải được nữa rồi, không thể cứu giải và không thể nào mà quá trễ rồi. Cho nên im lặng là mệt mỏi, im lặng là bỏ cuộc, im lặng là không còn sức phấn đấu nữa. Cho nên mình, nó mạnh lắm, cái sức mạnh của sự im lặng nó khủng khiếp lắm. Cho nên mình cần phải quán chiếu là mình cần im lặng về cái phần nào, và mình nên im lặng để tự nhìn ngược lại chính mình là lỗi tại tôi mọi đàn, thì mình mới cứu vãn được những cái mình cần, những cái hạnh phúc trong tay của mình mấy chị. Và nếu như mà đến một cái mức nào đó đó mình không thể cứu vãn được rồi đó, thì mình hãy xem nhẹ nó đi. Xem nhẹ, nếu lỡ như mà mình gặp cái chuyện đó nó xảy ra đến với mình, thì mình cứ xem nhẹ, đừng có oán trách người ta, đừng có hận, đừng có buồn phiền, đừng có hận rồi. Tất cả những cái lỗ lã thiệt thòi nó sẽ quay ngược về bản thân của mình. Quay ngược về bản thân của mình, và mình là cái người nhận lấy hậu quả rất là đau khổ. Cho nên mình cần phải rất là rõ ràng về những cái tình huống đó. Vân không phải nói đạo, Vân không phải nói pháp mấy anh chị, nhưng mà cái mà Vân thấy được á, là nếu như tất cả những người trong chúng ta đó, ai mà có thể sống một cách nhẹ nhàng, thoải mái, biết lắng nghe, biết thấu hiểu người khác, và biết nhận lỗi về mình, im lặng để nhận lỗi về mình, im lặng để suy xét lại cái chuyện của mình, đã xảy ra như thế đó là lỗi tại tôi mọi đàn, và tôi sẽ làm tốt hơn. Cảm ơn anh đã góp ý cho em, cảm ơn chị đã góp ý cho em, cảm ơn em đã góp ý cho chị. Chị sẽ làm tốt hơn, và làm tốt hơn hôm qua, vì không có ai rảnh để mà ngồi đó mà soi bói từng ly từng tí của mình đâu. Cho nên nếu như người ta là người tốt, người ta góp ý cho mình, thì mình phải dịu lại, mình phải lắng nghe, và bắt đầu mình thấu hiểu được câu chuyện như thế nào rồi, thì mình mới giải quyết được mọi việc, và mình mới bắt đầu từ cái đó mà mình học lớn lên dần mấy chị. Lớn lên có nghĩa là mình phải học hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày mỗi giờ. Cần hoàn thiện cái gì, mình đang yếu chỗ nào, thì mình sẽ tập trung vào chỗ đó để làm cho nó tốt hơn. Thì khi mình làm những cái chuyện đó đó, cảm ơn chị Phương, thả tim cho em. Ok.
Khi mình làm những cái đó đó thì sao? Thì mình sẽ thấy cái lòng mình nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Còn ngược lại, nếu như mà ai góp ý mình á, là mình nói, mình bắt đầu mình oán hận người ta đó, mình chửi người ta, mình mang người ta trong lòng của mình á, mang cái nỗi oán hận trong cái người của mình hoài như vậy thì sẽ ra sao mấy anh chị? Thì bản thân của mình sẽ lãnh thấy hậu quả đây nè. Hậu quả như thế nào? Mình sẽ rất là mệt mỏi, rất là nhức đầu, ok, vì những cái chuyện không không có không không có đáng. Thứ nhất, thứ nhì nữa đó là mình hận người đó và bắt đầu mình tìm cách mình trả thù người đó nè. Thứ ba đó, nếu mình trả thù không được thì mình sẽ ôm cái mối hận đó, cứ hận 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 dần, mình sẽ đi nói xấu người đó chỗ này chỗ kia chỗ nọ, hay là mình có thể suy nghĩ một cái gì đó để mình sao trả thù ha, trả thù thì sao? Thì tất cả những cái đó đó, nó nằm cái oán hận nó nằm trong cái người của mình đó, thì nó làm cho mình bệnh hồi nào không hay, đặc biệt là ung thư mấy chị. Ung thư nó rất là nhiều, rất là vì mình đưa độc tố vào, cái đó là cái độc tố nha, mình đưa vào người mình quá nhiều thì sao? Mình đúng rồi, bạn Thảo Anh nói là giận người khác là sự trừng phạt của chính mình. Câu nói này rất là chuẩn, rất là hay. Giận người khác là sự trừng phạt của chính mình, và người ta góp ý cho mình một lời, người ta sẽ không nhớ, người ta đi mất tiêu rồi. Còn mình ôm người ta hoài cả cuộc đời này, có nhiều lúc mình nói là sống để dạ chết mang theo mới ghê chứ. Ok, bạn nào tâm đắc với cái Vân vừa chia sẻ, bạn có thể bấm giùm Vân số 2 nè. Nếu tâm đắc và nếu mà thấy cái này có chí lý, có giống như nó giống như trường hợp của mình hay sao đó, mấy anh chị bấm số 2 giùm Vân nếu mà mấy anh chị thấy lợi lạc ha. Okay. Cảm ơn chị em. Ok, cho nên là tất cả những cái đó nó không giúp được mình. Người ta nói là mình phải sống cho mình, đúng không? Mình phải sống lợi lạc cho mình trước rồi mới làm lợi lạc cho người khác, đúng không? Nếu như mình sống lợi lạc cho mình á, mình muốn an lạc cho mình muốn hạnh phúc cho mình muốn đem tất cả những cái gì quý nhất trên đời này để về mình và cho gia đình của mình, thì bắt đầu từ ở bản thân của mình phải là cái người hoàn thiện mỗi ngày mỗi ngày. Ok, và khi mình hoàn thiện mỗi ngày thì sao? Thì mình sẽ sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn, sống an lạc hơn, sống một cách rất là thoải mái, ung dung tự tại. Và bắt đầu từ cái đó thì nó sẽ giúp cho mình thành công trong mọi lĩnh vực mấy anh chị. Vì sao? Vì cái sự thân thiện của mình, vì cái sự thoải mái của mình, vì cái sự hòa đồng của mình, vì cái sự cống hiến, cái sự cho ra của mình á, thì mình chắc chắn những cái đó nó sẽ tới ngược lại mình, là mình sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc và an lạc, và một cuộc sống như ý muốn của mình mấy anh chị. Và mấy anh chị nên nhớ nha, là mình là kiến trúc sư có thể vẽ cuộc đời của mình. Ha, cái này hơi khó tin đúng không? Hơi rất là khó tin. Nhưng mà sắp tới đây Vân sẽ nói về cái đề tài kiến trúc sư vẽ cuộc đời mình là như thế nào nha. Mà cho Vân thời gian, Vân sẽ nói cái đề tài đó. Nãy giờ anh chị em mình thấy cái video này, ai mà thấy cái video này lợi lạc cho bản thân của mình, anh chị có thể giúp Vân bấm số 3 để Vân có thể, đây là một cái động lực để Vân có thể làm nhiều cái video tốt hơn cho anh chị em mình à. Nếu mà cảm thấy lợi lạc cho mình cái video này và mình có thể học được cái gì đó từ cái video này, anh chị giúp Vân bấm số 3 ha. Bạn Xuyến bấm số 3, nhiều số 3 luôn đó. Ok. Giúp Vân bấm số 3 để Vân có thể cảm nhận được các bạn đang nghe cái video này và lợi lạc cho các bạn. Đó là một cái động lực để cho Vân có thể làm nhiều cái video hơn để cống hiến cho các anh chị em của mình ha. Và hy vọng đó là những cái lời của Vân chia sẻ với anh chị em làm một cái hành trang để trong cuộc sống của mình sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn, sống có ích cho xã hội hơn. Và một cái nữa rất là quan trọng là khi mình ra đi đó là mọi người nhìn mình khóc, có nghĩa là tiếc một người ra đi, chứ không phải là nhìn mình cười, ồ chết đâu chết khuất cho rồi. Cho nên là rất là quan trọng, và mình làm bất cứ cái gì đó là mình đều để lại cái âm đức cho con cái của mình sau này hết. Cho nên mình nói mình làm tất cả vì các con mà, đúng không? Mẹ làm gì con, cha làm gì con, làm tất cả vì các con. Nhưng mà thật sự ra coi chừng không khéo là những cái mình làm
đang gieo cái nhân không lành cho các con của mình. Cho nên quan trọng là mình làm cái gì mình phải suy nghĩ. Mình phải suy nghĩ chút xíu là cái này có thể giúp được mình hay không. Tại vì tất cả những cái gì mình đang làm nó đều là một cái nhân đang gieo. Để rồi cái quả trong tương lai là cái quả đau khổ hay cái quả an lạc, nó sẽ nằm ngay chân hiện tại của mình mấy chị. Ngay chân hiện tại mình, mình sống như thế nào thì mình sẽ gặt cái quả y chang như vậy. Ok. Rồi nếu anh chị nào mà thấy lợi lạc là bấm số 3 cho Vân nhá. Cho Vân thấy được là anh chị hiểu được những cái gì Vân nói nè ha. Và sắp tới đó, anh chị nhớ nha, Vân sẽ đổi lại là ban ngày. Vân sẽ cùng chia sẻ và cống hiến cho anh chị là ban ngày ha. Sắp tới đây anh chị muốn nghe đề tài gì? Vân có nhiều đề tài lắm, nhưng mà anh chị muốn nghe về đề tài gì? Hoàn thiện bản thân thì về tập trung vào cái nào, hoặc là triết lý cuộc sống thì anh chị muốn nghe về cái đề tài gì? Hoặc là về làm đẹp, hoặc là về sức khỏe. Vân sẽ cống hiến hết tất cả những gì Vân biết và có thể để cho tất cả anh chị em mình cùng sống tốt hơn nhé, sống thật là tốt hơn. Và đó là cái điều Vân mong muốn tất cả những anh chị em mình lúc nào cũng có nụ cười đi trước, mong muốn tất cả anh chị em mình làm sao để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, sống có ích cho xã hội, sống có ích cho gia đình của mình và cho tất cả mọi người, biết cống hiến, biết cho ra, biết đủ, ok, và làm những chuyện mà mình yêu thích, chứ không phải là tối ngày bị cơm áo gạo tiền nó ràng buộc mình anh chị nhé. Ok, rồi anh chị muốn Vân nói về đề tài gì sắp tới anh chị cứ bấm dưới cho Vân nhé, để Vân sẽ cống hiến tất cả những cái đề tài để đáp ứng được nhu cầu anh chị em mình ha. Ok, rồi nếu mà thấy cái video này có lợi lạc cho mình và cho mọi người và có thể giúp ích được cho người khác, anh chị giúp Vân share ra và để mọi người cùng lợi lạc anh chị nhé. Rồi chào tạm biệt, sẽ hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Anh Khôi nói hôm nay là mình ăn chay. Đúng rồi, hôm nay là rằm tháng 7. Rằm tháng 4, rằm lễ lớn, ngày sinh nhật của Đức Phật. Tối nay Vân có một cái lễ Phật đản nữa, cho nên mình làm Facebook Live ban ngày là rất là đúng luôn. Và sẽ chuyển về Facebook Live ban ngày, mỗi ngày đúng 12 giờ anh chị nhé, 12 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Sẽ cống hiến những đề tài rất là hấp dẫn, bảo đảm anh chị sẽ lợi lạc. Ok, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi Facebook Live của Vân nhé. Bye, love you all.